Chào các em, hôm nay thầy làm video clip này để hướng dẫn em đổi tên khi học trên Google Maps ha. Mình vào Google, bấm lên cái biểu tượng phía bên trên góc bên phải ha. Rồi bấm vào quản lý tài khoản Google của bạn ha. Bấm vào cái thẻ thông tin cá nhân. Rồi ngay chỗ này có tên nè ha, thầy đặt tên rồi. Còn bây giờ mình đặt tên lại cho đúng nè, chọn vào đây, ngay cái tên, được chưa? Ngay cái chỗ cái phần cái họ á, là em ghi cái lớp của mình. Ví dụ em lớp 86 nè, em ghi lớp 86. Rồi, ngay cái phần tên này nè, là ghi số thứ tự và họ tên mình. Ví dụ số thứ tự nè. Rồi. Rồi, sau đó là mình bấm cái lưu. Lưu. Nha, vậy là xong rồi đó. À, bây giờ mình trở ra thử mình coi ha. Thì bây giờ đây nè, thấy không? Nguyễn Văn A, 86. Cảm ơn các em đã theo dõi video clip ha. Xin chào các em.